Nãy mình dựng cái xe đạp ở kia nhưng mà giờ gió nó đã đổ đi rồi thì mình thì chưa ăn cái rong biển tươi này lần nào các bạn ạ. Mình là rong biển của Nhật Bản nó đã trôi giặt vào đây. Và mình cũng hay mua cái rong biển này ở siêu thị, người ta chế biến sẵn đấy các bạn ạ. Thì là một cái gói nó có mấy chục gram thôi, nhưng mà nó trị giá khoảng độ gần 100 yên, có những loại hơn 100 yên các bạn ạ. Thì nó có nhiều loại, cái rong biển này người ta có thể chế biến với lại muối này, với lại thịt này, với lại gia vị này. Đấy, rất nhiều thứ họ sẽ đóng gói lại những cái túi nhỏ nhỏ. Họ sẽ bán có giá từ 100 yên, 200 yên, 300 yên tùy vào khối lượng các bạn. Đó. Xin chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hôm Nay. Nay mình sẽ làm một cái clip nhặt rác ở bờ biển các bạn ạ. Vì mình cũng có nhận được một cái thông tin khuyến khích đi thu gom rác nhân ngày thế giới làm sạch môi trường ấy các bạn ạ. Đây, mình cũng hy vọng là trong cái lúc mình đi, mình ghi lại những cái hình ảnh clip này và chụp lại những cái bức ảnh này thì là cũng sẽ không bị dính nước mưa đấy. Đây là cái mục đích của cái video ngày hôm nay của mình. Mình sẽ dùng cái giỏ này các bạn ạ, để nhặt cái vỏ chai nhựa ở đây. Hôm nay mình đến đây thì mình cũng rất là ngạc nhiên vì là cái rong biển này hôm nay nó giảm về đây là rất là nhiều các bạn. Các bạn nhìn này, nó giảm về rất là nhiều rong biển luôn. Đấy, rất là nhiều rong biển và cái sóng nó xô về đấy các bạn này. Sóng xô về đây là rất là nhiều rong biển, rất nhiều luôn. Mình cũng chưa ăn cái rong biển tươi này lần nào, cho nên mình cũng không biết nó là ngon hay không. Và theo mình quan sát thì có lẽ bây giờ là nước thủy triều đang xuống các bạn. Nước thủy triều đang xuống từ cái chỗ mà nó đã xô cái rong biển này lên trên, bây giờ nó lại càng ngày càng xuống, cho nên mình phán đoán là nước thủy triều đang là nước xuống chứ không phải là nước lên nữa. Và hôm nay mình cũng rất là ngạc nhiên vì có rất là nhiều rong biển ở đây. Lần trước mình đến cái khu biển này đấy là một trời rất nắng và trời rất là trong xanh, nhưng hôm nay có mưa, hiện tại bây giờ cũng đang có mưa nhỏ các bạn ạ. Nên là cảm giác như trời nó thấp hơn so với những ngày trời nắng rất là nhiều. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại cái khu này. Mình sẽ trở lại cái khu này và mình sẽ thu gom rác và mình bỏ vào cái giỏ. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị kia. Hôm nay thì mình sẽ nhặt những cái lon nhựa các bạn ạ. Lon nhựa và kể cả những cái giỏ nhựa như thế này nữa. Cả những cái giỏ nhựa như thế này nữa mình sẽ gom lại. Mình cho vào đầy một cái giỏ kia. Và cái xe đạp của mình nãy mình dựng ở kia nhưng mà gió nó đã đổ đi rồi các bạn ạ. Mình đã vứt rác rồi, cho nên là cái thùng rác này mình sẽ để lại đến tận thứ hai tuần sau cơ. Mình sẽ để gọn lại một chỗ và thứ hai tuần sau thì mình sẽ mang đi và thùng rác mình vứt.
này đi đấy, cái nước ở trong cái chai này thì còn nước là mình cũng tháo ra mình gọt bỏ nó đi các bạn ạ. Mình cũng rất là cảm ơn câu lạc bộ Phúc Vàng đã cho mình được có cái cơ hội để mà đi làm một cái video clip về cái ngày môi trường thế giới này, là cũng rất là hoan hỉ. Đây là những cái lon cà phê các bạn này, nó vẫn còn màu đen xì luôn của cà phê. Cái này là mình đã đổ nước đi hết rồi, cái nào còn nước ở trong chai thì đổ hết rồi. Đây cũng là cái lon cà phê các bạn, nó vẫn còn. Biết là cái rong biển ở phía đằng kia đấy, chế biến được thì có thể mình sẽ vớt một ít về nấu ăn thử xem nó thế nào ấy. Nhưng mà mình biết cách chế biến nó, mình có được nghe cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, cô có nói là khi mà mình làm một việc khiến cho người khác hoan hỉ, chẳng hạn như mình có thể nhặt rác, thì cái hành động nhặt rác của mình khiến cho người khác được hoan hỉ thì là mình cũng sẽ có cái quả báo là sẽ có những cái niềm vui đến với mình đấy các bạn ạ. Đấy, mình không nhớ rõ là ở trong cái video nào cô chủ nhiệm mà câu lạc bộ Phúc Vàng tập tu Lục Hòa có giảng về cái việc là nhặt rác đấy mang lại một cái niềm vui, nhưng mà mình cũng đã nghe cái video đó rồi nhưng mình không nhớ nội dung. Mình có nhớ là khi mà mình có cái hành động như vậy ấy, thì là mình sẽ có quả báo là sẽ có những cái niềm vui nó đến với mình. Và quả thật thì hiện tại thì khi mình làm cái việc nhờ có câu lạc bộ phát động mình mà mình có cơ hội để mà thực hiện cái video này đấy, thì ngay trong hiện tại là mình đã sinh ra cái niềm hỷ lạc rồi. Và sau nó lại còn có những cái quả báo gì nữa thì thực sự là mình không thể biết được. Thế nhưng hiện tại thì là mình khá là hoan hỉ với cái việc này. Và mặc dù lúc nãy là phía đằng kia cái camera có đổ xuống, rất là may cho mình là nó lại không bị hỏng, mà nó chỉ khi mà gió nó đổ mạnh xuống như cái xe đạp của mình đây, những cái lần nó đổ như vậy là cái camera của mình, mặc dù khi mà nó có cái sự tác động như vậy, nó có cái sự va đập như vậy thì nó cũng có cái sự biến dạng. Thế nhưng mà mình cảm thấy may vì là nó chưa hoàn toàn hỏng đi, và hiện tại bây giờ mình vẫn còn quay được cái video clip mà khiến cho các bạn đang xem được cái clip này đây, cho nên là bản thân mình cũng cảm thấy rất là hoan hỉ với cái điều đấy. Và bây giờ mình sẽ trở về cất cái món rác này.